Xin chào các anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau khai phá những thông tin về dòng xe chuẩn bị ra mắt tại thị trường ô tô Việt Nam nhé. Toyota Fortuner 2021, đẹp như Land Cruiser, đe dọa Everest và Santa Fe. Toyota Fortuner 2021 sẽ ra mắt trong năm sau khi bắt đầu hoạt động chạy thử cách đây hơn 2 tháng. Suev Calania, thiết kế đồ họa của tờ Indian Auto Blog, đã phác họa ra một bản vẽ để người dùng dễ dàng hình dung ra phiên bản mới của chiếc SUV cỡ trung Nhật Bản. Ngoại thất, lột xác mạnh mẽ và mới mẻ hơn. Đánh giá xe Toyota Fortuner 2021 về thiết kế đầu xe thì mẫu SUV 7 chỗ Fortuner 2021 tiêu chuẩn có lưới tản nhiệt mới, kích thước lớn hơn, đèn pha BBM LED, đèn sương mù LED, hộp đèn sương mù phía trước cũng được tạo hình lại mới mẻ và cá tính hơn. Phiên bản Fortuner Legend được trang bị đèn pha LED Dual Projector. Ngoài ra, thiết kế lưới tản nhiệt trên phiên bản này cũng khác biệt hoàn toàn với bản thường. Cụ thể là lưới tản nhiệt trên nhỏ, gắn logo, trong khi lưới tản nhiệt phía dưới lớn hơn. Đánh giá xe Toyota Fortuner 2021 về thiết kế thân xe. Kích thước dài, rộng, cao của xe không thay đổi, vẫn là chiều dài 4.795, rộng 1.855, cao 1.835mm. và chiều dài cơ sở là 2.745mm. Bản Toyota Fortuner tiêu chuẩn mới sử dụng mâm hợp kim 18 inch, trong khi đó bản Legender được trang bị mâm hợp kim 20 inch, 2 tông màu. Đánh giá xe Toyota Fortuner 2021 về thiết kế đuôi xe. Thiết kế đuôi xe không thay đổi, nhưng đèn hậu LED được tinh chỉnh. Ngoài ra, Toyota Fortuner Legender có cản sao khác biệt, thể thao hơn. Nội thất, tổng thể không thay đổi. Khoang nội thất của Toyota Fortuner 2021 có một số nâng cấp, tuy nhiên về cơ bản không khác biệt mấy so với bản cũ. Không gian nội thất của Toyota Fortuner 2021 tiêu chuẩn có màu đen, trong khi đó bản Legender có thêm tùy chọn tông màu nâu sẫm. Vô lăng, đồng hồ, bảng điều khiển. Vô lăng xe bọc da 3 chấu, tích hợp các nút điều khiển và có logo thương hiệu nằm ở đáy. Màn hình trung tâm được thiết kế chìm vào bảng tablo và các nút điều khiển vật lý được sắp xếp lại ở phía dưới. Phía sau vô lăng là màn hình màu TFT, hiển thị các thông số cần thiết cho lái xe. Đánh giá về xe Toyota Fortuner 2021, ghế ngồi. Xe có 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, chất liệu ghế bằng da thuộc và giả da. Trong đó, ghế lái có thiết kế thể thao, điều chỉnh 8 vị trí. Hàng ghế 2 có thể gập tỷ lệ 60-40 với một chạm. Hàng ghế 3 có thể gập tỷ lệ 50-50 để gia tăng không gian hành lý. Tiện nghi, Toyota Fortuner 2021 được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp Apple CarPlay và TiO Connect, hỗ trợ Bluetooth, USB, điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh 6 loa, gương chiếu hậu trong chống lóa, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm, điều hòa nhiệt độ theo vùng, sạc không dây. Hãng xe Nhật Bản cho biết trang bị với bản Fortuner Legender cao cấp hơn, với màn hình giải trí cảm ứng 9 inch, dàn âm thanh 10 loa JBL bao gồm cả loa siêu trầm subwoofer, sạc không dây và hệ thống đèn nội thất, điểm cắm USB cho hàng ghế sau. Đánh giá xe Toyota Fortuner 2021 về các trang bị an toàn. Các trang bị an toàn trên Toyota Fortuner 2021 gồm có hệ thống chống bó cứng phanh ABS với EBD và BA, hệ thống kiểm soát lực kéo, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống kiểm soát móc kéo, hệ thống khởi hành ngang dốc, túi khí an toàn, camera sau. Theo tin tức ô tô, phiên bản Legender cao cấp hơn được tích hợp hệ thống Toyota Safety Sense gồm phòng tránh va chạm trước, kiểm soát hành trình bằng radar và cảnh báo sai làn. Bên cạnh đó là hệ thống Panoramic View Monitor giúp lái xe có cái nhìn toàn cảnh tốt hơn. Vận hành, nâng cấp sức mạnh cho động cơ máy dầu 2.8. Tại Việt Nam, Toyota Fortuner có 3 tùy chọn động cơ. Phiên bản Fortuner 2021 mới ra mắt tại Thái Lan chỉ có động cơ 2.4 và 2.8, không có động cơ 2.7. Tuy nhiên, chỉ có phiên bản động cơ 2.8 được nâng cấp sức mạnh. Đánh giá xe Toyota Fortuner 2021 về cảm giác lái. Bởi đây là phiên bản nâng cấp, nên Fortuner 2021 không có nhiều thay đổi về hệ truyền động. Điều này có đồng nghĩa với việc cảm giác lái không có quá nhiều khác biệt, trừ phiên bản Legender mạnh mẽ hơn. Giống như thế hệ cũ, mẫu ô tô mới vận hành linh hoạt và tiết kiệm bậc nhất phân khúc. Vô lăng với trợ thủy lực giúp vào cua đánh lái nhẹ hơn khi di chuyển tại các cung đường chật hẹp trong đô thị. Trong khi đó, thiết kế gầm cao của dòng SUV 7 lại là lợi thế khi di chuyển trên đường trường. Được biết, tốc độ chạy
không tải xe cũng đã được giảm từ 850 vòng một phút xuống còn 680 vòng một phút để tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Các biện pháp bổ sung bao gồm làm mát được cải thiện đã cho phép giảm mức tiêu thụ nhiên liệu tới 17%. Về tổng quát, Toyota Fortuner không chỉ là cái tên đình đám tại Việt Nam mà còn khá nổi tiếng tại nhiều thị trường khác. Thiết kế SUV, CUV hiện cũng đang là xu hướng được ưa chuộng trên thế giới hiện tại. Tại Việt Nam, Toyota Fortuner là cái tên thường xuyên đứng ở vị trí xe ô tô bán chạy nhất phân khúc nói riêng, cũng như lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường nói chung. Ở thế hệ cũ, mẫu SUV 7 chỗ của Toyota dù mang danh thánh lật nhưng vẫn nhận được sự yêu thích của đông đảo người tiêu dùng trong nước. Nguyên nhân khiến Toyota Fortuner dễ bị lật là do trang bị ít tính năng an toàn, không có hệ thống cân bằng điện tử, ổn định thân xe, thiết kế gầm xe cao nên trọng tâm xe cao. Tuy nhiên, nhược điểm này trên thế hệ hiện tại đã được cải thiện bằng bổ sung thêm nhiều trang bị an toàn, giúp xe tiếp tục duy trì danh hiệu bán chạy nhất phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam. Sau khi Toyota Fortuner 2021 nâng cấp ra mắt tại thị trường Thái Lan, dự kiến xe cũng sớm cập bến tại Việt Nam trong thời gian tới. Đặc biệt, với nâng cấp mạnh về mặt thiết kế, Toyota Fortuner 2021 hứa hẹn sẽ bùng nổ doanh số sau khi ra mắt tại Việt Nam. Toyota Fortuner là mẫu SUV cỡ trung, cạnh tranh với Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Isuzu Mi-UX, Nissan Terra, Hyundai Santa Fe và cả Mazda CX-8. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota. Nếu thích video này, hãy chia sẻ tới bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế Sơn Toyota. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới nhé! Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.